Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đối với những người mắc bệnh đau khớp gối nên ăn gì và kiêng gì là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Bởi chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến việc chữa trị có hiệu quả hay không, và nó cũng ảnh hưởng đến việc có phục hồi được xương khớp gối hay không. Và đối với người đau khớp gối nên có chế độ ăn uống như thế nào cho phù hợp thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây. Những thực phẩm người đau khớp gối cần tránh. 1. Rượu bia. Tránh xa nước có cồn, chất kích thích đến từ nhiều loại rượu, bia, thuốc lá. Các loại chất này khi đưa vào cơ thể không chỉ làm trầm trọng các bệnh về khớp, mà nó còn gây nguy cơ mắc rất nhiều loại bệnh khác như ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, suy giảm chức năng gan, mắc các bệnh ung thư. 2. Nội tạng. Hạn chế dùng quá nhiều thịt, nội tạng, vì nếu đó là nguồn nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ, sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể, cụ thể là làm lây truyền các bệnh do sự tấn công của vi khuẩn, virus, ký sinh trùng từ nội tạng động vật sang người. Nhất là nguy cơ gây nhiễm độc, ngộ độc thực phẩm. Những tác động này sẽ làm trầm trọng bệnh khớp ở bệnh nhân trong suốt quá trình chữa bệnh. 3. Thực phẩm chế biến sẵn. Tránh dùng thực phẩm chế biến sẵn vì nguy cơ bị tẩm ướp các loại hóa chất bảo quản, gây các phản ứng viêm và làm tăng các cơn đau nhức xương khớp. Nguy hiểm hơn là các loại thực phẩm đóng hộp được chế biến sẵn còn có nguy cơ gây bệnh ung thư do chứa nhiều thành phần bifenol. 4. Đồ chiên rán. Không nên sử dụng các loại thực phẩm được chiên xào với quá nhiều dầu mỡ, gây hại cho bệnh khớp và nguy cơ gây thừa cân. 5. Hải sản. Sở dĩ bạn phải từ bỏ những món ăn khoái khẩu làm từ hải sản đông lạnh vì trong chúng có tính hàn cao, dễ gây triệu chứng đau, sưng cho người bị thoái hóa, thoát vị hay viêm khớp. Vì vậy, nếu đã mắc các bệnh về xương khớp, bạn nên tránh ăn những thực phẩm chế biến từ hải sản. Tuy nhiên, cũng tùy vào tình trạng loại bệnh xương khớp bạn đang gặp phải mà cần kiêng những loại hải sản khác nhau. Tốt nhất bạn nên đi khám để nhận sự tư vấn và tham khảo ý kiến bác sĩ nhằm biết bệnh xương khớp kiêng ăn gì và tạo cho mình chế độ dinh dưỡng tốt nhất phù hợp với tình trạng bệnh. 6. Thịt gà. Những người lớn tuổi rất hay gặp vấn đề về xương khớp và thịt gà là món nằm trong danh sách không nên ăn. Gà chứa rất nhiều kẽm làm phá vỡ cấu trúc sụn. Ăn nhiều thịt gà không chỉ làm triệu chứng đau thêm phần nghiêm trọng mà còn khiến vùng khớp bị viêm trầm trọng hơn mỗi ngày. 7. Thực phẩm lên men như dưa cà muối chua. Những thực phẩm lên men thường sử dụng khá nhiều gia vị muối ăn tinh luyện nhằm bảo quản và tạo độ chua, nên đây là món ăn không tốt dành cho người mắc bệnh xương khớp. Hơn nữa, khi thực phẩm lên men như dưa hay cà muối chưa đủ độ chín, sẽ có hàm lượng nitrit cao và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. 8. Cà phê, trà có chứa caffeine. Nếu bạn là người nghiện đồ uống có chứa caffeine, thì ngay ngày hôm nay bạn nên suy nghĩ về việc loại nó ra khỏi danh sách đồ uống yêu thích. Sở dĩ vậy, vì cà phê và trà chứa chất caffeine, cải thiện sự tỉnh táo, nhưng lại là toàn đồ uống khắc tinh của bệnh xương khớp. Chính lượng caffeine có trong chúng đang ngày càng ăn mòn các khớp xương của bạn và khiến tình trạng trở nên nặng hơn. Vì vậy, bạn nên hạn chế sử dụng loại đồ uống này. Vâng, với những loại thực phẩm mà chúng tôi vừa kể trên đây, thì người mắc bệnh đau khớp gối cần nên tránh xa, bởi không những nó ảnh hưởng tới việc điều trị mà nó còn gây ra những cơn đau vô cùng khó chịu. Vậy những loại thực phẩm mà người đau khớp gối nên ăn là gì? Thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi clip. Những thực phẩm tốt cho người mắc bệnh xương khớp. 1. Rau lá xanh và một số trái cây. Rau xanh, trái cây là nhóm thực phẩm lành mạnh được nhiều người yêu thích. Chúng không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn rất tốt cho những người đau khớp gối. Rau lá xanh và hoa quả chứa một lượng lớn các vitamin và khoáng chất. Đây là một trong những thực phẩm mà người bệnh không nên bỏ qua. Một số loại rau xanh người bệnh có thể thường xuyên bổ sung vào thực đơn hàng ngày như cải bó xôi, rau cần, rau cải, súp lơ có thể giúp giảm thiểu triệu chứng đáng kể. 2. Cá béo hay còn gọi cá dầu. Cá béo là thực phẩm dồi dào các vitamin D và omega 3. Đây là những dưỡng chất có tính kháng viêm, giảm thiểu tối đa các triệu chứng do viêm khớp gây ra bằng cách ức chế sự sản sinh ra cytokine và các enzyme phá vỡ sụn. Bạn có thể tìm mua các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích, cá cơm hay cá ngừ, rau omega 3 và vitamin D. 3. Hành tây.
Hành tây chứa các thành phần quercetin, được xem là một trong những thực phẩm cần thiết cho người bị các chứng đau xương khớp. Quercetin trong hành tây là một loại flavonoid có tính kháng viêm khá mạnh, giúp làm giảm nhanh chóng những cơn đau và sự khó chịu mà bệnh đau khớp gối gây ra. Chính vì vậy, những người đau xương khớp nên tăng cường sử dụng hành tây trong mỗi bữa ăn của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng hành tây trộn salad hoặc ăn chung với một số thực phẩm khác để đổi mới khẩu vị của mình. 4. Nước cam. Nước cam là một trong những nguồn cung cấp vitamin C hàng đầu, rất tốt cho người bị các bệnh lý về xương khớp. Các chất dinh dưỡng giúp bảo vệ cơ thể chống lại các cơn đau khớp gối. Ngoài ra, lượng vitamin C dồi dào có thể được tìm thấy trong một số loại hoa quả như ớt xanh, bưởi và dâu tây. Cuối cùng là nghệ vàng và gừng. Theo các nhà nghiên cứu, nghệ vàng và gừng là hai loại thảo dược có thể giảm thiểu các cơn đau đầu gối bằng cách giảm viêm. Do đó, đây cũng là loại thực phẩm người bệnh nên ghi vào danh sách những món ăn tốt khi bị đau xương khớp. Vâng, với những thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra trên đây thì hy vọng rằng quý vị cũng như là những bệnh nhân mắc bệnh đau khớp gối sẽ sáng suốt hơn trong việc lựa chọn thực phẩm mình ăn uống để hiệu quả trong việc chữa trị bệnh đau khớp gối. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!